Đây nhá, hôm nay mình dẫn các bạn đây vào phần copy mới scan mấy cả in các tài liệu ở chỗ Comini nhá. Comini mới sao phần Evan nhá. Nó có cái máy này này. Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người nhá. Đây là cái gửi tiền trả điện thoại này, chi phí này. Nên có mã số là gửi được, đang gửi đồ này. Đấy. Còn các cái này thì là gửi cả thuốc các thứ bôi tổ này. Phải đóng lên kin này. Đấy. Bóng để bảo hiểm này, mua vé này, số này, mua số này, đó. Số ô tô đấy, mày đóng thuế này, đấy, gửi tiền trong nước này. Đây, hôm nay mình giới thiệu các bạn là copy này, print này, scan này, fax này. Nhưng hôm nay mình chỉ có giới thiệu scan thôi, scan copy thôi. Nha. Đầu tiên là anh em chuẩn bị cho mình cái 500 yên này, tiền cho vào đây bao nhiêu tùy các bạn, cho vào coin tổ này. Đó. Sau là cầm chuẩn bị USB để mình scan tài liệu. Không có USB thì có điện thoại cũng được. Mình cắm vào cái lỗ ở đây nhá, nhưng chờ tí bây giờ mình ấn vào mục bên này. Đấy. Cắm mục bên này thì ở đây có scan này, các bạn nhìn thấy chưa, scan chưa? Mình copy thì ấn vào đây cũng được. Nhưng mà mình không copy mà mình scan trước. Mình cần tài liệu mình scan. Scan này mình về mình làm có việc, mình làm video cho mọi người xem. Chọn một chế độ nếu mà lưu điện thoại các bạn lưu điện thoại ra, còn nếu lưu USB cái này nhìn hình các bạn biết đúng không, cái này đồng ý để mình vào mình scan. Đấy, tiếp theo này USB này có hai loại, một cổng này là cổng cổng A và con này cổng cổng C, cổng C nó nhỏ hơn, mình chọn cổng cổng A thì nó sẽ mở đây. Đấy, K3 nó sẽ mở lên. Đấy, nó mở lên thì mình cắm vào cổng A nhá, cái này mọi người dễ mà, đơn giản lắm. Nhưng mà đối với các bạn mà lâu mới sang ấy thì nhiều khi cũng bỡ ngỡ rồi. Nói như là mình chọn file để lưu nhá. Mình chọn mà điều chỉnh lương này. Xem một chữ ghi này. Mình chọn scan mouse này. Mình chỉ lưu ở chế độ PDF này cho nó dễ này. Xem một chữ ghi. Bây giờ mình ấn để xem. Cho file vào. Nên các bạn phải cho cái ảnh vào đây nhá. Đấy, cho vào đây. Nếu các bạn nhìn thấy ok rồi thì các bạn ấn ok. Đấy. Ok, tiếp theo thì bạn ấn chữ ghi hết nhé. Đấy, nó sẽ lưu cái file đấy vào trong cái phần điều chỉnh này. Đấy, bạn kiểm tra nội dung xong được chưa, ok rồi thì ấn next thôi. Đó, start tục là bắt đầu, ấn hay KYC là bắt đầu nhá. Nó hỏi là bạn có cần cái real siêu sổ không? Thì không cần thiết. Xin này. Ok. Đang bây giờ ấn tiếp. Giờ mình lại scan tiếp. Giờ mình cho file khác vào. Này scan cái mấy cái file tài liệu cho mọi người, làm video cho mọi người hướng dẫn cách đăng ký sang tên đổi chủ ô tô. Mình lại scan màu tiếp, lại vẫn file PDF nha, vẫn cái mục như thế. Đó. Giờ đọc qua xem là nó có chuẩn không, nếu mà các bạn để lệch hoặc để không đúng thì các bạn phải chỉnh lại đây, nhưng mình thấy là ok rồi. Đó. Đúng rồi, chưa ghi là nó lưu vào trong phần điều chỉnh lương của mình nha. Đó. Đó. Đây là cũng vẫn hỏi bạn là có cần cái deal social không, thế mình không cần, mình để đấy. Vẫn hay nhá, đồng ý để lưu nhá. Ok, thế nó hỏi bạn là kết thúc hay không, thế là mình ấn tiếp, vì con này mình có scan mà. À, tiếp tục, mình lại bỏ tiếp tờ file tiếp theo vào. À. À. Cái tờ này là cái này đấy, tiếp theo mà đấy, vẫn đen trắng file này đó. Đọc này. À, ok rồi thì tiếp tục đó. Ok, chữ ghi tiếp, start tổ, đồng ý.
Ok, ấn tiếp. Mình được chúng ta gọi tiếp. Ok, kết thúc nha. Đó, thế là xong á. Đó. Copy thì cũng thế nhá, copy cũng ấn nhá. Copy này. Ấn vào chọn Eraser copy đi. Đó. Đây có chế độ copy một 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 mặt thôi này. Copy hai mặt này. Hai mặt vào cùng cùng một mặt này. Đó. Copy to hơn nhỏ này. Đó. Nhỏ hơn to cũng có. Đó. Nó có rất nhiều chế độ này, copy copy cái Hagaki là cái mà kiểu dạng mà bưu tiếp ấy. Đó. Copy ảnh này, copy thẻ gai này, copy hai mặt và một mặt này. Đó. Đấy, nhưng mà mình không, không làm thế, mình quay lại mình copy bình thường thôi, copy bình thường như này. Đó, copy nó có màu đen trắng này, đó, có các cái màu của nó này. Thì mình chọn là bình thường thôi, nếu mà chọn đen trắng thì chọn đen trắng, nếu ở đây chọn cỡ 4 thì A4 là bình thường, A4 các A3 này, tao gấp đôi A4. Đó. Đó. Các chế độ thì mình chọn A4. Chứ gì hết. Đó. Xong rồi các bạn ấn cái chỗ xem thử. Đó. Đó, xem thử nhé. Copy xem thử. Đó. Xem thử nhau là cái bảng này ô sẽ là cân chưa. Ấn tiếp theo. Nó sẽ ấn start tụ là nó sẽ bắt đầu. Tụ bắt đầu thì là nó sẽ hiện tiền lên. Thế nhưng mà mình không copy, mình chỉ các bạn thôi. Đấy, chúc các bạn thành công nhé. Các bạn làm được nha nhé. Ok, chào các bạn nhé.